anh sao lại, còn anh sao lại chờ quay lòng dần. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, cái nhìn xuống dòng nước trong xanh. Gió đưa mây, thời mây đưa gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xê tà. Họ đàn chim ríu rít quang ca, trên chiếc xuống bồng bềnh đôi ta. Đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra cái nước trong. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy lũi vô bụi bờ. Tìm em giờ thôi, con nào cắn em chỉ cho anh đi, anh bắt nó anh cắn lại nhanh coi. Ha, thôi đi, nó không hào hoài à, mà sao anh tới trễ quá vậy? Không có biết nữa, lúc nãy tàu mẹ đùm đùm à, có sóng dậy nữa, anh lỡ một cái nó bị chìm xuồng. Ha, chứ không phải lấy chuyện với cô nào đó hả, rồi quên tôi mất tiêu. Trời ơi, em không tin nữa nè, em dòm qua anh nè, nước dầm nhẹp hết trơn hết trọi rồi nè. Đáng à. Chiếc xuồng ba láo tí teo, chiếc xuồng lúc lạc cái nước trong. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy lũi vô bụi bờ. Thank you.
Linh. Chào chú ấy à. Trời ơi, cái này nó còn kính hơi hơn cái kia. Cái này má được ha. Trời ơi, nó còn kính hơi hơn nữa. Hồi chơi, hồi sáng cho chị đem hai bộ đồ đó đi theo đi. Làm xong rồi ta chịu thay đồ kia. Không cho chị đem. Tại vì quay ở đây đi ra luôn á chị không? Dạ. Cho kia đâu có thể thay đồ. Không có ừ, đi ra mình đi xe về luôn hả? Mặc về luôn. Nóng quá hả? Mày em ơi, nóng quá lấy cái áo sơ mi giả mặt vô đi. Vậy đi, vậy đi. Cái áo sơ mi á, anh mặc vô cái áo sơ mi nó không có bị lộn, nó qua cái lớp vải áo sơ mi, cái áo sơ mi nó hút mồ hôi mà mặc cái này anh mặc vô nó nóng quá. Anh là thay nắng, đẹp vậy. Có công nhận mặc bộ đồ này ngầu ngầu của tao téo. Mà sao mà tự nhiên cái quần cái lai quần nó lên tới cái lách rồi. Cái lách gì đúng rồi. Dài. Hôm qua đâu có cho thử bộ đồ này đâu, chưa có đồ này. À vậy hả? Không mặc mà như vậy. Quần nó dài này nó chỉ có size đó. Con này mới hả? Đứng chơi đem cài. Má mặc bộ đồ này mà bẻ anh đếm mày chối chết chết. Trần Minh về hái chuối đi. Kéo lên tới lắc luôn. Là anh săn quần lên nó đẹp. Chị quay mang guốc nhìn cao hơn ảnh rồi. Mang cái kia đi. Con nhận quần nó lên tới lắc hả? Chị Tháp thiền chú ông. Cái này là mình đóng thêm to luôn. Không à, tao thấy anh. Trời giống Mai Cà Tư. Cần thấy. Bớt mở. Rồi cô giao một guốc. Cô giao mang guốc thì đâu, cho bao lấy gần không có được. Chị xin cái giấy rồi. Đồ hiểu chứ bọn. Mang về bắt ta đem chuối. Má này qua đem chuối nè.